Đi con. Đi con. Vô. Rồi, hello, chào cô chú anh chị đã trở lại với trại bò giống Thiên Gia của em nha. Nó thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị đó một cái con cái cọp Angus nha, con Angus đỏ nha. Người ta kêu Angus, mọi người kêu cọp đỏ cũng nó. Con này là đỏ mật một màu nha. Cái khúc đuôi này là hồi chiều em mới xịt rửa tắm nó ướt nha, như nó là đỏ mật một màu nha. Đó. Chân móng là ok hết nha. Đó. Rúng đó. Đó thì con này nó có chữa sâu rồi nghe cô chú anh chị. Con này thì nó có sữa chữa này cũng được 5 tháng mấy rồi. Đó. Đẹp vò ghê không? Đỏ mật một màu nha. Đó, Angus đỏ mật một màu, lớn tàn nha. Con này cao 1m3 bò. Đó. Lớn tàn dữ lắm. Tàn thì khỏi bàn cãi nha, em quay chiều tối thì nó cũng hơi mờ mờ chứ. Con bò này tàn lớn nha, 1m3 bò, dạo dữ dội thùng luôn. Đứng xa cho cô chú anh chị xem thùng. Hết biết con bò luôn. Đó. Đi ghê con bò. Bò rất là đẹp nha. Thùng dạo hết biết con bò luôn. Cao 1m3 bò cái thùng chữa sâu 5 tháng mấy. Bò rất là lớn bò nha. Những bò này em bán với giá là 29.500.000 nha. Thì cô chú anh chị nào cần thì cứ alo trực tiếp với em. Thì báo với cô chú anh chị thì con này nó cũng sanh rồi một lứa nha, đang chữa lứa thứ hai. Đó, Angus đỏ đầu trụi nha. Đó, đỏ mật một màu. Đó, đỏ mật nha, không phải sọc, không có sọc xiết gì, đỏ đỏ mật một màu luôn, thùng dạo lớn. Đó, cao 1m3 bò, hết biết cái thùng không? Bò đẹp ghê, lớn bò. Thì báo với cô chú anh chị bên đây thì em cũng có lô bò đực nữa nha, đây. Đó, đực bên đây nữa nha. Đó, đực nè. Đó. Thì tại em ở ấp Phú Khương Xê, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha, qua số điện thoại 0378 224 523. Đó. Em ở ấp Phú Khương Xê, xã Phú Kiết, Chợ Gạo, Tiền Giang. Đó. Bò đây. Đó, đực nè. Phải chậm chậm cho cô chú anh chị em nha, rất là đông bò nha. Thì cô chú anh chị nào cần muốn tới sẽ trại xem trực tiếp thì cứ alo em sẽ hướng dẫn đường cho tới nha. Đó. Được ba bê kem. Đó, đủ cỡ đủ loại. Đó. Thì ở đây giá từ 17 tới 19 triệu. Từ 17 đến 19 nha. Đẹp thì 19. Còn ít ít tiền thì 17 triệu cũng có. Thì tiền nào của nấy. Rồi mỗi chi tiết thì cô chú cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Đó, số điện thoại của em thì nãy em cũng đọc rồi, em cũng cập nhật cái số điện thoại ở phía dưới. Đó. Rồi. Chào cô chú anh chị. Rồi.